quan sát bối cảnh của mùa thương khó đầu tiên, quý vị sẽ gặp những tấm lòng nhẫn tâm, vô tâm, ác tâm, giả tâm, tiểu tâm. Họ là ác. Thứ nhìn vào nhẫn tâm. Theo cái lối chơi chữ ghép chữ dân gian đã lặp đi lặp lại một câu nói mà trở thành có một cái ý tưởng mỉa mai, cay đắng ở trong đó. Họ nói rằng sống ở trên đời đó thì phải thật là nhẫn tâm. Mới thoáng nghe qua câu nói đó thì chúng ta không thể hiểu theo cái nghĩa cạn cực của nó. Nhưng phải ở đây đó là phải làm theo lẽ phải. Thật ở đây là phải sống thật, không có gian dối. Nhẫn ở đây là phải nhẫn nại, nhịn nhục để tha thứ. Và tâm đây là tâm tình, là lòng thương người. Như vậy chúng ta lập luận như thế để gửi gắm một sứ điệp trong câu nói sống trên đời phải thật nhẫn tâm. Thì thật ra ý muốn nói rằng sống trên đời phải tận tâm để bày tỏ mối thương tâm một cách thành tâm. Nhẫn tâm ở đây là có lòng dạ chai đá, tàn nhẫn, độc ác, dù không trực tiếp tra tay hành động. Trong đám đông tập trung từ quảng trường Philát và dọc theo con đường có tên là Via Dolorosa, có những người đã nhẫn tâm làm thành lời tiên tri được chép trong Thánh Kinh. Nhẫn tâm bằng cách nào? Họ đã chán bỏ, họ đã che mặt, chẳng thèm xem, chẳng coi người ra gì. Rồi nhẫn tâm làm gì? Nhẫn tâm tung lên cao, đưa những quả đấm và hét lớn rằng: hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự. Gặp một nạn nhân đang đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần mà không chuốc xót thương, lại nỡ buông lời chế nhạo, thì có chữ nào rõ hơn là chữ nhẫn tâm? Thánh Kinh chép: chúng lại kêu lên rằng: hãy đóng đinh nó vào thập tự giá. Phi-lát hỏi: người này đã làm điều gì? Người này đã làm điều ác gì? Chúng lại kêu lớn lên rằng: hãy đóng đinh nó vào thập tự giá. Chữ hắn, chữ nó, để gọi một đối tượng của niềm tin. Matthew 27 câu 39 câu 40 chép rõ hơn: những kẻ đi ngang qua đó chê cười Ngài. Hai chữ kế tiếp không cần phải nói ra. Kinh Thánh chép vỏn vẹn có hai chữ: lắc đầu. Và lắc đầu. Họ muốn nói gì vậy? Không thốt ra lời để nói tiếp cái sự chê cười này. Họ chê cười bằng cách nào? Ngươi là kẻ phá đền thờ và dựng lại trong 3 ngày. Hãy cứu lấy mình đi. Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi cái thập tự. Thưa quý vị, tâm kế tiếp là ác tâm. Ác tâm là tâm lòng của các trưởng tế và thầy thông giáo. Họ đã bày mưu bắt Chúa, xúi dục dân Chúa nổi loạn, hô hoán đòi chính quyền La Mã xử tử Chúa. Những người có ác tâm này đã chứng kiến tận mắt cái việc quân lính đã hành hạ Chúa bằng những trận đòn chí tử. Nhưng lòng của những người có ác tâm vẫn chẳng bao giờ thỏa mãn, vì họ đòi cho được cái chết. Phi-lát đã chọn tấm lòng của kẻ vô tâm, người nắm cán cân công lý mà không biết sự thật, không tôn trọng lẽ thật để mà hành xử, thì đúng là người vô tâm. Hành động đổ thừa, chạy tội, gán ép hậu quả cho cái đám dân nổi loạn của Phi-lát là một hành động vô tâm. Cái biểu tượng bảo rằng đưa ra chậu nước để mà rửa tay, không rửa sạch được lòng của kẻ vô lương tâm. Tiếp đến là tấm lòng của những binh lính thi hành lệnh án xử tử một cách dã man. Tại sao có gì giả trong đó?
Dạ ở đây là lòng lang dạ thú, lòng dạ của kẻ có dạ tâm. Đành rằng các anh lính này phải thi hành lệnh án của thượng cấp. Nhưng điều chúng ta thấy có sự dạ tâm ở trong những tên lính này là nhìn một hoàn cảnh đáng thương của một nạn nhân, cho dù họ là những tử tội thì đâu cần phải làm gì thêm. Nhưng mà Thánh Kinh chép như thế này quý vị, Thánh Kinh cho biết rằng họ đã đi quá cái giới hạn nhiệm vụ. Matthew đoạn 27, câu 27 đến câu 31 chép: quân lính La Mã giải Chúa và dinh tổng trấn, rồi họp cả đại đội vây quanh Ngài. Họ lột áo rồi khoác cho Ngài tấm áo choàng màu tía. Họ bện chiếc mão bằng gai đội lên đầu Chúa và đặt vào tay Ngài một cây gậy. Rồi họ quỳ xuống trước mặt Ngài chế giễu. Lại vua dân Do Thái, họ lại khạc nhổ vào mặt Chúa, lấy gậy đập trên đầu Ngài. Chế giễu xong, họ cởi áo choàng Ngài ra, mặc áo lại, rồi dẫn Ngài đi đóng đinh trên cái thập tự. Có chữ nào mô tả cái hành động như thế hơn là giả tâm? Thấy có cả nhẫn tâm trong này, thấy có cả ác tâm trong này. Cái tấm lòng hư hỏng kế tiếp là tấm lòng của tên tử tội đóng đinh bên tả của Chúa Giê-xu. Hắn là một kẻ ích kỷ, chỉ có nghĩ đến mình. Vì vậy hắn là người có tiểu tâm. Đáng lý trong cái hoàn cảnh xót xa đọa đầy đó thì hắn phải biết thương cảm với người cùng hoàn cảnh. Đằng này hắn lại cũng buông lời thách thức nhiếc móc Chúa. Thánh Kinh chép một tử tội bị đóng đinh bên cạnh cũng nhiếc móc Chúa. Anh không phải là Chúa cứu thế sao? Hãy tự giải thoát và cứu bọn tôi với. Nhưng tên kia trách nó: anh không sợ Đức Chúa Trời sao? Mặc dù chịu chung một bản án tử hình, nhưng anh và tôi đền tội thật xứng đáng. Còn Ngài có tội gì đâu? Rồi anh thưa với Chúa: lạy Chúa Giê-xu, khi về nước Chúa xin nhớ đến con. Chúa Giê-xu đáp: ta hứa chắc chắn với con rằng hôm nay con sẽ ở với ta trong paradis, trong cõi thiên đàng. Chúa đã lặng thinh không nói lời nào hết với những người có nhẫn tâm. Chúa không nói lời nào hết với những người có ác tâm, giả tâm, tiểu tâm. Nhưng khi gặp được một người có thương tâm thì Chúa đã mở lời đón nhận, thưa quý vị. Bị đồng cảm, bị đồng một tâm tình, đồng một sự rung động trước một hoàn cảnh đáng thương. Cái người đóng đinh bên hữu của Chúa đã không hùa với đám đông. Đa số không có nghĩa là đúng. Một mình anh dám công khai lên tiếng tuyên xưng Chúa là đấng vô tội và cầu xin sự thương xót của Chúa. Tôi tìm thấy cái bí quyết chỗ này. Bí quyết giúp cái kẻ trộm bên hữu của Chúa gặp được Chúa chính là vì có thương tâm, vì có ái tâm, vì có lòng thương người. Thương người như thế, thương thân là thế, mà thương khó là thế. Tâm tình song hành đi đôi với thương khó. Nhưng có thể có trường hợp chịu khó mà không cần đến tâm tình. Nhưng không thể có tâm tình mà không phải gánh chịu sự thương khó. Từ cái ý tưởng đó, ta có thể rút ngắn cái đề tài bốn chữ tâm tình thương khó chỉ còn có hai chữ thôi. Và hai chữ đó là hai chữ thương tâm. Thương tâm là khả năng cảm thông, hiểu biết và chia sẻ được sự đau đớn, thống khổ của người khác như cho chính mình.
Thương tâm là có nghị lực thay đổi tư tưởng hẹp hòi để có cái nhìn từ góc cạnh và từ vị trí của người khác, để có thể cảm nhận được sự đau thương cũng như hạnh phúc của họ. Xin Chúa giúp chúng ta bén nhạy với sự rung cảm của lòng thương xót nhân từ mà Chúa đã đặt ở trong tâm khảm, trong tâm can, trong đáy lòng, nơi sâu thẳm nhất, để chúng ta có thể thương người. Vì rõ ràng thương người là con đường dẫn đến Chúa, và Chúa đang chờ đợi chúng ta sau những con người đang bị đau khổ đó. Người đã gặp Ngài, biết rõ điều Chúa muốn chính là tâm lòng của chúng ta. Của lẽ đẹp lòng Đức Chúa Trời ấy là tâm thần đau thương thống hối. Chúa ơi, lòng ăn năn thống hối Chúa không khinh dễ đâu. Lòng đến với Chúa đêm nay phải là một tấm lòng biết ơn Ngài. Một tấm lòng biết ơn Ngài. Chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài đã tha thứ tất cả những tội ác và Ngài chữa lành những bệnh tật của chúng ta.